Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái video ngắn về cách bón phân cho cái cây mai con cái giai đoạn mùa thu nha các bạn. Ở trên hình ảnh này các bạn thấy qua cái mùa nắng rất là khắc nghiệt mà các bạn thấy cái lá, những cái lá này đã vàng hết rồi. Đó, một số bạn có bình luận trong kênh là nó đề nghị là mình quay lại cái những cái cây mai mà khi mình có hướng dẫn cho các bạn cái cách trồng đó. Có một cái video là mình chia sẻ cách ươm bầu hạt mai mới thành công 100%, và sau đó thì có một cái video hướng dẫn cách trồng cây mai con sau khi đã ươm bầu nha các bạn. Đó, những cây mai này mình có chia sẻ cái cách bón phân cho nó, bón phân thúc cho cây mai phát triển nhanh đó nha các bạn. Là vào tháng 4 của năm nay, tháng 4 dương lịch đó. Và hôm nay thì vào tháng 9 dương lịch thì cũng tầm vào khoảng mùng 5, mùng 6 của tháng 8 âm lịch nha các bạn, tức là đầu mùa thu. Đó, năm nay thì bão vào sớm, nhưng bình thường thì trong mùa thu sẽ có những cái cơn mưa nhẹ thôi các bạn. Thì những cây mai nó đã như thế này rồi. Đó, sau cái mùa nắng rất là khắc nghiệt thì giờ các bạn thấy là nó đã đâm những cái chồi non như thế này. Đó, các bạn thấy chưa, những cái chồi non, lá non này. Còn đây là những cái lá già. Đó, trong mùa nắng vừa rồi mặc dù khắc nghiệt lắm các bạn, mình đã nỗ lực tưới tắm cho nó, để cỏ xung quanh nha các bạn, chỉ có làm ở cái gốc này thôi. Đó, tưới nước giữ ẩm cho nó như thế này. Đó, thì mình sẽ đến một cây mai khác để chia sẻ cho các bạn cái cách chúng ta bón phân trong cái giai đoạn này. Và mình cũng giải thích nha các bạn, với cây mai vàng ở xứ miền Trung mình thì một năm thường là bón phân cho nó làm 3 đợt nha các bạn, kể cả trong chậu, cây trồng ngoài đất, cây mai lớn hay là cái cây mai giống như thế này. Đó các bạn thấy không, tức là thường là sau Tết nha các bạn. Sau khi chúng ta chơi được hoa rồi đó, thì những cái cây mà đã cho hoa trong Tết mà chúng ta chơi thì sau Tết nó mất sức. Thì các bạn bón cho nó một đợt phân gồm có kể cả phân chuồng và phân vô cơ. Đó, thì đợt thứ hai là thường bón vào tháng 8 nha các bạn. Đầu hoặc nửa tháng 8, tức là khoảng vào mùa thu. Các bạn nhớ nha. Rồi một cái đợt nữa đó là thúc đón hoa Tết á, là cái đợt khoảng vào tầm hơn giữa tháng 10, tức là khoảng cuối của mùa mưa đó các bạn. Tức là khi mà những cái cơn mưa mà sau cái mùa đông rồi gió bão qua đi rồi thì nó thưa thớt đi rồi đó. Cuối mùa mưa thì chúng ta bón cái đợt đó là mục đích chúng ta chuẩn bị cho cái đợt ra hoa vào trong Tết. Còn bình thường những cái cây mai như thế này thì một năm chúng ta cũng bón cho nó vài ba đợt. Đó, thì thưa các bạn là mình đã bón một cái đợt cho nó là sau Tết và khoảng tầm tháng 4 mình có chia sẻ cái video á. Đó, thì bên này nó bành lớn nè các bạn. Mặc dù thì không có phát triển mạnh lắm, nhưng mà với một cây mai như thế này thì mình cho rằng nó cũng đã có cái chiều hướng phát triển tốt. Mình sẽ chia sẻ một cây tiếp theo mình bón phân các bạn xem nha. Đây là một cái cây mai tiếp theo nha các bạn. Đó, nó cao như thế này. Và mình cũng giới thiệu các bạn thì đó, cái thân mình đã quấn nó lại như thế đó nha các bạn. Cây này chuẩn bị mình sẽ quấn dây su cho nó. Ở đây các bạn thấy cái cây này nó đã cao tầm 6-70 phân rồi. Và cành nhánh khi mình bó ba cái thân nó ra rất là đều như thế này. Tương lai sẽ trở thành một cây mai đẹp nha các bạn. Còn bón phân thì rất là đơn giản các bạn. Nếu như có điều kiện thì chúng ta có thể bón luôn cả phân chuồng và phân vô cơ cho nó trong 3 đợt trong năm nha các bạn. Đó, chúng ta chỉ vét cái một cái đường rãnh vòng quanh ở gốc mai này. Cái này thì các bạn cũng vẫn thường làm rồi. Đó, chúng ta chuẩn bị một ít cái phân chuồng như thế này. Mình đang quay mà trời nó mưa nhỏ nhỏ nha các bạn. Một ít cái phân chuồng như thế này. Nhất là nếu mà phân bò ủ quay là tốt nhất nha các bạn. Hoặc phân trùng quế. Nếu không có thì các bạn có thể dùng những cái loại phân khác mà mình đang có ở gia đình. Nhưng mà nếu có thì cái phân này tốt hơn. Thứ hai đó là cái phân vô cơ bón bổ sung để cho nó mạnh nha các bạn. Nó phát triển nhanh hơn. Đó, thì mình hay chọn cái phân NPK 3 màu như thế này. Một cái hỗn hợp mà nó giàu, tức là vừa đạm vừa lăng vừa kali nha các bạn, thì nó đủ dinh dưỡng cho cái cây. Tránh trường hợp chúng ta chỉ bón đơn đạm hoặc là
nó tóm lại là phải có một cái hỗn hợp nó tốt hơn. Cái đây là NPK 3 màu nha các bạn, 20-20-15, trong này nó có khoảng 20% đạm này, 20% lăn này và 15 kali. Còn một cái loại nữa các bạn có thể sử dụng là cái phân nó chỉ là một màu đen thôi. Mình hay giới thiệu các cái video trước màu đen thế này là cái phân GAB nha các bạn. GAB thì trong đó nó có, gồm chỉ có đạm và lăn à. Đó thì các bạn có thể chọn có loại nào các bạn bón loại ấy. Thì rất là đơn giản, thì khi banh bào ra thế này chúng ta chỉ cần rải chừng 3-4 muỗng canh cái phần xuống phía dưới nha các bạn. Các bạn thấy chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ phân chuồng lên phía trên. Nếu như các bạn không có phân chuồng mà mình bận biểu thời gian quá thì có thể bỏ phân vô cơ cũng được các bạn. Nhưng mà nếu như chỉ có phân chuồng không thì nó là chậm phát triển cây mai. Đó, các bạn chỉ rải một cái lớp phân chuồng về mặt nguyên tắc là chúng ta bỏ phân vô cơ phía dưới. Tránh trường hợp các bạn bỏ phân chuồng phía dưới vô cơ phía trên nha mọi người. Sau mà chúng ta chỉ cần lắp đất lại thôi. Các bạn thấy ở đây xung quanh nó là cỏ, khả dĩ tại sao mình chia sẻ là mình giữ cái cỏ này mình không có phát sạch các bạn, là lý do cái mùa nén nó rất là khắc nghiệt. Đó, cái cỏ ở xung quanh các bạn thấy chưa, cỏ nó rất là tùm, nhiều người thấy ngạc nhiên tại sao mình để cỏ như thế này. Lý do là nó giữ ẩm cho cây mai nha các bạn. Nếu như không nhờ những cái lớp cỏ này, nó cái bốc hơi của nước nó rất là mạnh, các bạn hiểu chưa? Đó, nếu có cỏ thì chúng ta chậm vài ba ngày chúng ta tưới nó vẫn không sao. Nhưng mà nếu các bạn làm sạch hoàn toàn thì nó sẽ bay ẩm rất là nhanh. Nếu có điều kiện á. Ở đây là các bạn thấy mình chỉ có làm sạch ngay xung quanh gốc thôi. Cây mai nó vẫn phát triển nha các bạn. Mặc dù là cái bộ lá nó không đẹp, nó chưa đẹp lắm, bây giờ nó mới nhú mầm nè các bạn. Những cơn mưa này nó mới nhú mầm nè. Nó rất là nén. Mặc dù mình tưới ra nhưng mà cái nén nó táp trực tiếp lên cái lá này. Bởi vì cây mai này nó ở ngoài nén 100% nha các bạn. Đó, nhưng nếu mà nó có với những cái tàn cây đó mà che mất được á thì cái bộ lá nó sẽ chanh hơn nha các bạn. Bón phân cho nó trong cái đợt này rất là hiệu quả các bạn. Bởi vì bây giờ thì đồng ý có mưa, hôm nay năm nay thì bão vào miền Trung sớm nha các bạn. Nhưng mọi năm thì như bây giờ thì những cái bão nhỏ thôi, nhưng mà lần này thì là mưa hơn nhiều. Nhưng các bạn bón vào cái giai đoạn mà mưa như thế này đó thì cây mai nó sẽ phát triển tốt hơn. Mình vẫn nhắc lại là cố gắng làm vài ba đợt trong năm nha mọi người, tức là khoảng sau Tết nè. Và hôm nay các bạn, cái thời điểm tại hôm nay mình khi mình đang bón này, nếu các bạn có yêu thích chơi cây mai thì nên bón phân cho nó nha các bạn. Và một cái đợt nữa chúng ta sẽ bón vào cuối mùa mưa. Đó, những cây mai nhỏ thì tiếp tục chúng ta giúp sức cho nó tăng trưởng. Còn những cây mai mà các bạn chơi hoa đó thì chúng ta sẽ bón có thể là có cả phân chuồng hoặc là phân vô cơ cho nó, để mà nó sẽ đón cái đợt hoa, nó nuôi cái cây để có ra hoa trong Tết nha các bạn. Đó, kinh nghiệm nhỏ như thế thôi, không có gì. Mưa rất là nhiều, hôm nay mình chỉ chia sẻ đến đây thì cái kinh nghiệm nhỏ như thế thôi, không có gì cả. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng kênh Phước Hòa Trần. Có nhiều nội dung trong đó, có những nội dung mình chia sẻ về cái thú chơi cây mai ở miền Trung mình nha các bạn. Đây là cây mai vàng đọt xanh năm cánh nha mọi người. Đây là cái vết cho mình bó lại, các bạn thấy không? Mình vẫn thích chơi cái kiểu này, mặc dù có nhiều bàn cãi lắm các bạn, nhưng mà các bạn nhìn thấy cái cây mai nhỏ nhưng mà nó ra ba cái bốn cái cành, cái bộ tàng nó đẹp không? Cái thân này nó sẽ ôm lại nha các bạn. Đó, mình cũng học hỏi rất là nhiều bạn, có những bạn không thích chơi như thế này, đó cho rằng cái này nó sẽ không thành công, nhưng mình rút kinh nghiệm từ vườn mai của gia đình đó các bạn. Đó, vườn mai vài chục cây, nếu bán bây giờ của ông nội á, ở vườn cũ nhà mình thì cũng khoảng vài 300 triệu nha các bạn. Thì đã chơi cách này từ trong gia đình rồi. Đây là cái chia sẻ như thế, thì các bạn có thể thích thì mình làm theo. Còn không thích thì các bạn có thể nghiên cứu làm theo cái cách nào đó của mình. Đó, mưa quá các bạn. Mình chia sẻ chút về thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành ủng hộ cùng với kênh của mình. Nếu các bạn thấy hay thì có ý nghĩa thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc các bạn an toàn, cùng gia đình các bạn chúng ta giữ sức khỏe an toàn trong đại dịch Covid nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của mình.